chào các anh chị phụ huynh và các em học sinh thân mến. Tôi là thạc sĩ Phạm Hạnh, chuyên gia tư vấn về du học Úc. Và hôm nay thì với sự có mặt đông đảo của các anh chị phụ huynh và các em học sinh cùng quan tâm tới chủ đề là du học ngành bất động sản tại Úc, thì hôm nay tôi có mời tới đây cô Dung Vũ, cán bộ tuyển sinh của Học viện ICMS tại Sydney, Úc, chia sẻ cùng chúng ta những thông tin chuyên sâu về du học ngành này tại Úc. Xin chào Dung. Dung có thể vui lòng giới thiệu đôi nét về bản thân mình được không? Xin chào chị Hạnh, xin chào quý phụ huynh và các bạn học sinh. Thì tôi tên là Dung Vũ và hiện nay đang là đại diện tuyển sinh của ICMS tại Việt Nam. Tôi đã bắt đầu cái công việc này được một khoảng thời gian rất là dài cùng với cả ICMS và cũng rất là cảm ơn công ty tư vấn du học VIP đã tạo điều kiện để có một cái buổi chia sẻ các cái thông tin về trường ICMS, về chuyên ngành bất động sản tới quý phụ huynh và các bạn học sinh. Vâng, và để các anh chị phụ huynh và các bạn học sinh không phải chờ lâu thì chúng ta bắt đầu đi vào cái nội dung chi tiết của chương trình này. Hôm nay trong cái buổi chia sẻ này thì chúng ta sẽ có hai phần. Phần đầu tiên thì tôi sẽ có một số những cái câu hỏi hỏi đáp để nhờ chị Dung chia sẻ sâu hơn nữa về thông tin về chương trình học tại trường. Và phần thứ hai thì nếu mà các bạn học sinh hoặc các anh chị phụ huynh có thêm những câu hỏi nào thì chúng ta có thể hỏi đáp vào phần thứ hai ạ. Vâng, chị Dung thân mến, lĩnh vực đầu tư kinh doanh và quản lý bất động sản là một trong những lĩnh vực thu hút sự quan tâm rất lớn của xã hội, không chỉ tại Việt Nam mà còn trên thế giới. Đây là một ngành có khối lượng giao dịch tài chính khổng lồ, liên tục phát triển và đổi mới. Tại Việt Nam thì lĩnh vực này đang thiếu hụt nguồn nhân sự chuyên nghiệp và được đào tạo bài bản. Thì tôi được biết rằng ICMS là một trong những trường đào tạo rất tốt về chuyên ngành này tại Úc. Là cán bộ của trường, chị có thể vui lòng chia sẻ tới quý phụ huynh và các bạn học sinh đôi nét về ngành bất động sản và tiềm năng phát triển của ngành này như thế nào được không ạ? Và theo chị đánh giá thì đối với thị trường Việt Nam, độ hot của ngành bất động sản hiện nay ra sao thưa chị? Vâng, cảm ơn câu hỏi của chị Hạnh ạ. Về cái ngành bất động sản thì thường nó sẽ có những cái loại hình công việc phổ biến như là mua bán này, phát triển, quản lý, đầu tư và đàm phán liên quan tới bất động sản. Thì cái kiến thức về chuyên ngành này nó rất là quan trọng và nó giống như là những cái viên gạch và vữa để có thể tạo được, xây được các cái ngôi nhà xung quanh chúng ta đó. Thì các chuyên gia bất động sản luôn luôn được coi trọng và tìm kiếm không chỉ ở Úc mà còn ở rất nhiều nơi trên thế giới, nhờ vào khả năng của họ có thể quản lý các cái vấn đề phức tạp liên quan tới cái lĩnh vực bất động sản này. Và theo Hội đồng Bất động sản của Úc thì lĩnh vực bất động sản hiện nay ở Úc đang chiếm khoảng 13% GDP và đây là một ngành công nghiệp lớn nhất, đồng thời cũng là một trong những cái lĩnh vực phát triển nhanh nhất ở nước Úc. Đối với cả Việt Nam ấy, thì trong cái khoảng năm 2020 và 2021 thì đây là hai năm mà chúng ta nhìn thấy cái sự chứng kiến cái sự phát triển của bất động sản ở Việt Nam phát triển rất là nhiều, và song song với cái cơn sốt đất trên phạm vi cả nước ở tất cả các nơi, tất cả các thành phố, thì cái năm riêng năm 2021 là một năm mà mình chứng kiến được cái số lượng F0, tức là những nhà đầu tư mới bén duyên với lĩnh vực bất động sản này rất là cao. Và cái con số thống kê về số lượng những nhà đầu tư mới ấy, thì được theo đánh giá của các đơn vị nghiên cứu là nó làm cho cái thị trường bất động sản trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Và cái xu hướng này thì vẫn có cái hướng tiếp diễn là tăng qua năm 2022. Vâng, cảm ơn chị Dung về những chia sẻ vừa rồi. Vâng, trong cái buổi chia sẻ của chúng ta ngày hôm nay ạ, các anh chị phụ huynh tham gia ở đây thì tôi tin rằng là sẽ có rất là nhiều anh chị phụ huynh cũng đang là những cái nhà đầu tư rồi, và do vậy thì cũng muốn con em mình trong tương lai nối nghiệp các phụ huynh phát triển mạnh hơn nữa và chuyên môn hóa cao hơn nữa trong cái lĩnh vực này. Vâng, chị Dung ơi, chị có thể chia sẻ là cái lý do vì sao mà hiện nay thì có rất là nhiều các em học sinh tới du học ngành chuyên ngành về bất động sản tại Úc nói chung và tại trường ICMS nói riêng ạ? Dạ vâng ạ. Thì trước hết là một trong những cái lý do vì cái ngành bất động sản trở nên thu hút rất là nhiều học sinh, mà đặc biệt là những cái học sinh ở Việt Nam hoặc là học sinh ở Úc ấy, là vì cái ngành này nó là một ngành rất phát triển và năng động, và những cái người làm trong cái lĩnh vực này thì luôn luôn được coi trọng ở nước Úc, ở trên các nước khác trên thế giới, và ở Việt Nam thì những người mà được đào tạo bài bản về lĩnh vực này thì không có nhiều, cho nên là hiện nay cái nhu cầu về học đối với cái ngành này đang có cái xu hướng là tăng dần lên. Tiếp nữa là về cái chương trình đào tạo của ICMS, thì chương trình cử nhân bất động sản của trường được thiết kế bởi những chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản, bởi đội ngũ giảng viên uy tín của trường và những đối tác trong ngành của trường, thì họ liên tục xem xét và hoàn thiện để cái chuyên ngành mà trường đào tạo đáp ứng được cái nhu cầu của cái thị trường lao động và đặc biệt là nhu cầu của cái thị trường bất động sản hiện nay. Và các cái môn học của trường nó luôn luôn có sự tập trung vào các kỹ năng kinh doanh cốt lõi,
song song với đào tạo chuyên môn. Thì các môn kinh doanh mà học sinh được học, ví dụ như là tiếp thị này, bán hàng này, cộng tác quản lý con người này, hoạch định chiến lược, giải quyết các cái vấn đề sáng tạo này và về tài chính. Thế còn các môn chuyên ngành thì có thể kể đến như là phát triển định giá bất động sản, quản lý tài sản bất động sản và cả các kỹ năng giao tiếp đối với cả các chuyên gia trong ngành nữa. Sinh viên sẽ được đi thực tập trong một cái môi trường thực tế và sinh viên sẽ được ứng dụng những gì mình được học trong trường để vào các cái tình huống thực tế và các bạn sẽ được tích lũy cái sự trải nghiệm thực tế, đồng thời cái mối quan hệ, cái networking của bạn trong cái lĩnh vực này nó sẽ được cải thiện hơn rất là nhiều. Và năm cuối của chương trình thì học sinh sẽ có cái cơ hội tham gia một cái dự án nghiên cứu cho phép bạn chọn một cái lĩnh vực trọng tâm đặc biệt trong cái ngành bất động sản, nó như là một cái dự án lớn để kiểm tra cái khả năng của bạn trong việc giải quyết các vấn đề liên quan tới lĩnh vực bất động sản này. Thì đấy là những cái mà không chỉ về cái nhu cầu về thị trường mà cái chương trình học của trường nó cũng sẽ đáp ứng và giúp cho học sinh có đầy đủ những cái kỹ năng để cho học sinh khi mà ra trường các bạn đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường lao động hiện nay ạ. Cảm ơn chị Dung. Thông qua chia sẻ của chị thì tôi thấy chương trình của trường mình rất là thực tiễn. Tuy nhiên để theo học được cái chuyên ngành này, theo tôi đánh giá là các em cũng phải có những cái nỗ lực và có những cái sự chuẩn bị trước. Vậy thì chị Dung có thể vui lòng chia sẻ những cái tố chất mà học sinh theo học ngành này cần chuẩn bị là những gì ạ? Dạ vâng ạ. Về cái tố chất của sinh viên thì các bạn cần có cái sự tập trung vào đầu tư này, sẵn sàng chấp nhận các cái rủi ro. Các bạn cần có cái kỹ năng kinh doanh, giao tiếp tốt, nhận thức xã hội tốt và có các cái mối quan hệ trong ngành sâu rộng thì nó sẽ rất là có lợi và nó sẽ giúp cho các bạn có thể thành công được trong cái ngành công nghiệp tiềm năng này. Vâng, thưa chị Dung, chị có thể vui lòng chia sẻ thêm là cái triển vọng nghề nghiệp của các em học sinh theo học chuyên ngành này ra sao? Mức lương hiện nay sau khi tốt nghiệp tại Úc thì các em đi làm sẽ có mức lương như thế nào? Và theo chị đánh giá là trong tương lai cái triển vọng nghề nghiệp của các em, giả sử đối với những bạn muốn quay về Việt Nam làm thì nó sẽ như thế nào? Dạ vâng ạ. Bất động sản thì là một trong những cái lĩnh vực tuyển dụng lớn nhất ở Úc ở thời điểm hiện nay. Và với nhiều cái loại hình công việc khác nhau, cái mức thu nhập trong cái ngành bất động sản cũng được đánh giá là rất là tốt trong so sánh với các ngành khác. Mình lấy ví dụ theo cái số liệu của một trang chuyên tìm việc ở Úc là Six.com thì các vị trí như là property valuer, tức là cái vị trí này là chịu trách nhiệm về đánh giá giá trị của nhà ở dân cư và thương mại, thì cái mức lương trung bình là 130.000 đô la Úc một năm, cao hơn rất nhiều so với cả các chuyên ngành khác. Hay là một cái vị trí như là facility manager là chịu trách nhiệm về kiểm soát vận hành tòa nhà này, cơ sở vật chất của các tổ chức cá nhân hay là nhà nước, thì cái mức lương trung bình hiện nay đang là khoảng 112.000 đô la Úc trên một năm. Và sinh viên của ICMS sau khi ra trường thì các bạn có những cái lợi thế về bằng cấp là đào tạo đúng về chuyên ngành bất động sản. Thứ hai là về cái kinh nghiệm thực tế trong cái quá trình mà bạn học, bạn được làm tại các đơn vị đối tác thông qua các kỳ thực tập của trường. Cái mối quan hệ trong ngành khi mà bạn đi làm, bạn tích lũy được thì nó sẽ rất là thuận lợi để cho các bạn tìm việc. Và hiện nay thì cái tỷ lệ sinh viên ICMS nói chung với hầu hết tất cả chuyên ngành, không chỉ riêng chuyên ngành bất động sản đâu, ở ICMS thì các bạn có việc làm là khoảng 90% trước khi các bạn, thậm chí trước khi các bạn tốt nghiệp ra trường. Còn ở Việt Nam thì cái nhu cầu về những cái người làm có chuyên môn về bất động sản cũng cao và cái mức lương thì tất nhiên là nó sẽ phụ thuộc về với cả cái mức lương chung ở thị trường Việt Nam. Tuy nhiên cái việc mà mua đi bán lại, đánh giá và thẩm định cái giá trị về bất động sản nó cũng sẽ giúp cho các bạn mà làm trong cái lĩnh vực này có thể kiếm được những một cái khoản lợi nhuận khổng lồ thông qua cái việc mà chênh lệch giá trị giữa những cái lần mà mua bán. Cảm ơn chị Dung. Thông qua chia sẻ của chị thì tôi thấy rằng là quả thật nếu như mà các anh chị phụ huynh đầu tư cho con đi du học tại trường ICMS ạ, thì cái mức học phí khá là phải chăng, nhưng mà cái mức lương của các bạn khi mà tốt nghiệp làm việc tại Úc thì quả thật rất là cao. Thế nên là đây là một cái sự đầu tư mà theo tôi thấy là đã nhìn thấy trước những cái cơ hội rồi đấy ạ. Thế còn về phía Việt Nam thì tôi thấy rằng đất nước Việt Nam của chúng ta rất là tươi đẹp, có bờ biển rất là dài và hàng năm thì chúng ta đón cái lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam rất là lớn. Và do vậy thì những cái bất động sản nghỉ dưỡng cũng như là những cái bất động sản thương mại ạ, bất động sản cao cấp thì ngày càng nhiều. Do đó thì cá nhân tôi đánh giá là những cái cơ hội việc làm nếu mà các em học sinh muốn về Việt Nam để phát triển, nghiên cứu, đầu tư cho những cái sản phẩm cao cấp như vậy thì vô cùng là rộng mở. Và chị Dung có thể cho biết thêm là cái yêu cầu tuyển sinh đầu vào cho cái khóa học cử nhân về chuyên ngành bất động sản tại trường mình ra sao ạ?
À, dạ vâng ạ. Với cái yêu cầu tuyển sinh thì hiện nay trường đang yêu cầu học sinh phải có tối thiểu điểm IELTS là 6.0, hoặc là bạn cần phải có một cái chứng chỉ tương đương với IELTS 6.0. Điểm nói và điểm viết của bạn là 5.5, tức là trường sẽ khống chế hai kỹ năng nói và viết. Ngoài ra thì điểm trung bình môn học của bạn ở lớp 12 sẽ yêu cầu từ 7.0 trở lên ạ. Thì đấy là cái yêu cầu tuyển sinh đầu vào của khóa học ạ. Chị Dung ơi, tôi được biết là trường mình thì hầu hết các khóa học thì đều có chương trình thực tập hưởng lương cho học sinh. Vậy thì không biết là cái chuyên ngành học về bất động sản, thời điểm mà các em đi thực tập rồi cái việc sắp xếp thực tập cho các em sẽ như thế nào? Vâng, với tất cả các chuyên ngành của ICMS thì luôn luôn có bao gồm cái chương trình thực tập hưởng lương ạ. Và ngành bất động sản cũng vậy, thì các bạn sẽ được thực tập trong 2 kỳ học với thời gian làm tối thiểu là 600 giờ và không giới hạn về thời gian tối đa làm việc, bởi vì trong cái khoảng thời gian thực tập các bạn được phép làm full time, thậm chí làm overtime nếu như đơn vị mà bạn đang thực tập họ có cái yêu cầu bạn làm thêm và bạn đồng ý với cả cái yêu cầu đó. Nhưng mà cái tối thiểu học sinh sẽ phải đảm bảo là 600 giờ để cho, và đấy là cái cơ sở để trường đánh giá cái quá trình làm việc của bạn xem là bạn có đáp ứng được cái yêu cầu không. Gọi là bạn đi thực tập nhưng thực tế là bạn học, và thay vì là mình học ở trong trường thì mình sẽ học ở cái môi trường thực tế, nó sẽ giúp bạn có những cái kỹ năng và trải nghiệm thực tế tốt hơn. Thì cái giai đoạn tiền thực tập, tức là chuẩn bị cho đi thực tập á, thì sinh viên sẽ được trường hướng dẫn cái cách tìm việc này, cách viết CV, luyện phỏng vấn và hỗ trợ các bạn để có đầy đủ các cái kỹ năng cần thiết đáp ứng cái nhu cầu của công việc. Và sinh viên được tham gia các cái job fair hoặc là phỏng vấn trực tiếp tại đơn vị thực tập mà trường sắp xếp. Thì khi mà phỏng vấn thành công, các bạn sẽ được nhận làm tại đơn vị đấy. Và đến kỳ thực tập là giai đoạn thực tập thì các bạn sẽ làm các cái công việc và tuân thủ các điều kiện trong hợp đồng lao động mà bạn đã ký với đơn vị nhận bạn thực tập. Thì bộ phận industry training của trường thì sẽ thường xuyên liên hệ để nắm rõ được cái tình hình thực tập của các bạn như thế nào, và đồng thời cũng sẽ có những cái sự trao đổi kịp thời để lúc nào các bạn cũng được nhắc nhở và hoàn thành tốt cái giai đoạn thực tập của mình. Vâng, trong suốt hơn 10 năm vừa qua thì tôi đã tuyển rất là nhiều các em học sinh tới du học tại trường ICMS ở Sydney, và quả thật cho đến thời điểm bây giờ là 100% học sinh của tôi đều rất là hài lòng, và đặc biệt là chương trình thực tập của trường thì rất là tốt ạ. Đấy là chia sẻ thêm cho các anh chị phụ huynh và các em học sinh có thêm thông tin ạ. Vâng, thưa chị Dung, vậy thì nếu mà các bạn học sinh Việt Nam muốn nộp hồ sơ thì theo chị tư vấn thì các em nên nộp hồ sơ sang trường mình vào thời điểm nào ạ? Đây là câu hỏi dành cho các bạn học sinh lớp 12 ạ, sẽ tốt nghiệp lớp 12. Dạ vâng ạ. ICMS thì sẽ có 3 kỳ nhập học chính trong một năm. Đấy là kỳ tháng 2, tháng 5 và tháng 8. Kỳ tháng 2 là kỳ nhập học lớn nhất trong năm. Và các bạn sinh viên thì được khuyến khích là nên nộp hồ sơ trước 2 đến 3 tháng so với ngày nhập học để mình có thoải mái thời gian chờ visa và chuẩn bị nhập học. Với những bạn mà đang học lớp 12 thì ngay khi mà các bạn có đủ điểm lớp 12 và điểm IELTS thì các bạn đã có thể nộp hồ sơ được rồi. Mình sẽ không cần phải chờ đến khi mà mình có điểm tốt nghiệp nữa. Cho nên ví dụ như thời điểm này các bạn đang học lớp 12 là đã có điểm của lớp 12 thì mình có thể apply ngay cho cái kỳ tháng 8 năm 2022 của trường. Thì cái kỳ tháng 8 sẽ bắt đầu vào ngày 24 tháng 8 và chính thức học vào ngày 29 tháng 8 năm 2022. Vâng, cảm ơn chị Dung. Chị có thể vui lòng chia sẻ thêm là mức học phí của bậc cử nhân chuyên ngành bất động sản tại trường mình hiện nay ra sao, và mức tiền sinh hoạt phí tại Sydney mà các em học sinh từ Việt Nam sang Úc nên chuẩn bị như thế nào? Vâng ạ. Với cái mức học phí của chuyên ngành bất động sản hiện nay ở ICMS đang là 97.500 đô la Úc cho 3 năm. Và chương trình học này có 2 kỳ thực tập hưởng lương, thì cái khoảng thời gian này các bạn được đi thực tập toàn thời gian và có thể kiếm được cái mức thu nhập tương đương với khoảng 30% học phí. Sinh hoạt phí thì trung bình sẽ rơi vào khoảng từ 18.000 đô la Úc đến 21.000 đô la Úc. Nó tùy thuộc vào cái phong cách sinh hoạt và mức sống của từng sinh viên. Cảm ơn chị Dung. Tôi có thêm một câu hỏi mà có lẽ là các anh chị phụ huynh và các em học sinh trong buổi chia sẻ ngày hôm nay sẽ rất là quan tâm. Đó là không biết là trường ICMS thì có cái chương trình học bổng nào dành cho sinh viên Việt Nam và các em học sinh theo học ngành này không ạ? Vâng ạ, hiện nay thì ICMS đang có 2 chương trình học bổng đầu vào cho sinh viên quốc tế đăng ký học chuyên ngành cử nhân bất động sản. Và học sinh thì sẽ lựa chọn để đăng ký một trong 2 chương trình học bổng này. Thứ nhất là International Entry Bursary. Thì sinh viên đáp ứng được cái yêu cầu đầu vào của khóa cử nhân, bạn có một bài luận ngắn và trả lời 6 câu hỏi được trường đưa ra, thì giá trị học bổng này sẽ là 11.250 đô la Úc. Loại học bổng thứ hai là International Scholarship, thì sinh viên sẽ có điểm GPA yêu cầu từ 8.0 trở
lên, IELTS từ 6.5 trở lên và mình có một bài luận khoảng 500 từ và phỏng vấn với trường, thì học bổng này có giá trị là 15.000 đô la Úc. Thì đây là cái học bổng mà đầu vào sẽ xét dựa theo cái điểm của học sinh khi các bạn đang học tại Việt Nam. Và trong cái quá trình học ở bên Úc, khi là bạn đã là sinh viên của trường rồi, thì nếu các bạn duy trì cái kết quả học tập tốt thì mình có thể tiếp tục apply các loại học bổng trong quá trình học dựa theo điểm của bạn khi mà học tại ICMS, ví dụ như là O'Connell Scholarship này, hoặc là Academic Excellence Scholarship. Thì sẽ có rất là nhiều học loại học bổng khác nhau trong quá trình học, thì học sinh sẽ có thể tìm hiểu và ứng tuyển ạ. Vâng, cảm ơn chị Dung. Tôi nhận thấy là ICMS là một ngôi trường mà chất lượng rất là tốt, tuy nhiên thì mức học phí thì khá là phải chăng, và đồng thời là trường lại có chương trình học bổng cho sinh viên Việt Nam nữa. Thế nên là tôi rất là khuyến khích các em học sinh theo dõi cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn nữa về trường và hãy nhanh tay đăng ký để nhận cái cơ hội học bổng của trường. Cảm ơn chị Dung đã dành thời gian để chia sẻ những thông tin về du học và chuyên ngành bất động sản tại trường ICMS trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn các anh chị phụ huynh và các em học sinh đã lắng nghe, và bây giờ chúng ta chuyển sang phần hỏi đáp ạ. Chúng ta có thể đặt câu hỏi trực tiếp, anh chị phụ huynh và các bạn học sinh bật mic lên, hoặc là chúng ta có thể nhắn tin vào phần chat ạ. Chúng tôi sẽ trả lời ngay bây giờ ạ. Vâng, sau một vài phút thì ở đây tôi đã bắt đầu nhận được một số những câu hỏi của các em học sinh rồi đấy ạ. Và chị Dung ơi, có một em học sinh từ Hải Phòng ạ, đang nhắn là em ở Hải Phòng và em rất là muốn theo học cái chuyên ngành cử nhân về bất động sản tại Úc. Chị có thể vui lòng chia sẻ là nếu mà em ở Hải Phòng thì trường có xét hồ sơ thuận lợi không ạ, hay là trường có yêu cầu gì đặc biệt không ạ? Dạ vâng ạ, với hồ sơ của học sinh ở Hải Phòng thì trường vẫn nhận học sinh như bình thường, nếu như học sinh đáp ứng được các cái yêu cầu về học lực, về khả năng tiếng Anh và về khả năng tài chính khi mà bạn đủ để bạn chi trả cái việc học và sinh hoạt ở bên Úc ạ. Dạ. Không biết là trường mình có yêu cầu phỏng vấn với học sinh từ Hải Phòng không ạ? Dạ, khi mà trường kiểm tra hồ sơ của học sinh thì trường sẽ có những cái sự cân nhắc và sẽ có thể yêu cầu các bạn bổ sung một số hồ sơ hoặc là sẽ có yêu cầu phỏng vấn để trường hiểu hơn thông tin về học sinh, cũng như là chắc chắn là học sinh này đáp ứng được các yêu cầu của trường để có thể nhận bạn. Thì không riêng đối với học sinh Hải Phòng đâu, khi mà nhận hồ sơ học sinh thì có những trường hợp mà trường cảm thấy là cần thêm thông tin, cần trao đổi thêm với học sinh thì trường sẽ yêu cầu các bạn là bổ sung thêm hoặc là tham gia một cái buổi phỏng vấn với trường ạ. Vâng, tôi đọc tiếp một câu hỏi số 2 ạ, nhờ chị Dung tư vấn ạ. Ở đây là một chị phụ huynh ạ, có con đang học sắp xong lớp 11 rồi. Chị hỏi là khi mà con học xong lớp 11 thì có lộ trình học như thế nào để con có thể theo học được chuyên ngành này tại ICMS mà con không muốn học lớp 12 ở Việt Nam ạ? Dạ vâng ạ, với trường hợp của bạn học sinh này ạ, thì bên trường có một cái lộ trình rất là phù hợp cho bạn. Đấy là khi mà bạn học hết lớp 11 tại Việt Nam, điểm trung bình môn của bạn từ 7 trở lên và bạn đạt được trình độ IELTS từ 5.5 trở lên, thì mình có thể đăng ký học một cái chương trình gọi là Foundation, tức là dự bị đại học. Sau đấy thì kết thúc chương trình Foundation thì bạn sẽ vào cái khóa chính là cử nhân về chuyên ngành bất động sản. Tôi đọc tiếp một câu hỏi số 3 là của bạn học sinh nói rằng là thưa chị Dung, là em đã học xong cử nhân đại học ngoại ngữ ạ tại Việt Nam rồi, thì em muốn đi học thêm văn bằng 2 bậc đại học ngành bất động sản được không ạ? Hoàn toàn có thể được ạ. Với những bạn học sinh mà đã học xong một cái chuyên ngành, như ví dụ như là chuyên ngành về ngoại ngữ chẳng hạn, mà bạn muốn có đi một cái chuyên ngành gọi là chuyên sâu hơn, nó đi cụ thể hơn về một lĩnh vực nào đó, thì học sinh hoàn toàn có thể đăng ký cái học một cái chuyên ngành 2, miễn là bạn đáp ứng đủ các yêu cầu đầu vào. Như chị có nói ở trên, ví dụ như là về tiếng Anh này, IELTS phải từ 6.0 trở lên này, thứ hai là điểm trung bình môn này, thì khi mà bạn học văn bằng 2, một cái chuyên ngành thứ hai thì trường cũng sẽ xét cái điểm mà bạn học tại đại học hiện nay. Tại vì mình cũng xem là cả cái quá trình của bạn học như thế nào, cái lộ trình học tập của bạn có phù hợp không, cho nên ngoài cái điểm học tập ở cấp 3 thì bạn sẽ bổ sung thêm điểm học tập cũng như là bằng tốt nghiệp của chương trình đại học của bạn học tại Việt Nam nữa. Vâng, tôi xin đọc câu hỏi số 4 của bạn Hồng Minh ạ. Bạn Hồng Minh thì đang học ở Singapore. Hồng Minh nói rằng là hiện nay thì em sắp hoàn thành chương trình diploma cao đẳng ở Singapore, thì em có thể chuyển tiếp sang trường mình học chuyên ngành về bất động sản được không ạ? Bạn đang học chương trình diploma ở Singapore là về chuyên ngành gì ạ? Bạn nhắn là về kinh doanh ạ. Hoàn toàn có thể chuyển tiếp được ạ. Thì khi mà học sinh chuyển tiếp từ Singapore sang Úc thì bạn sẽ có thêm một cái công đoạn khác so với học sinh mà học từ Việt Nam, học hết lớp 12 đi. Đấy là mình sẽ nộp thêm bảng điểm ở Singapore. Mình nộp thêm cái syllabus, tức là cái đề cương môn học
của bạn khi bạn học ở Singapore, và mình sẽ có thêm một cái form để xin miễn môn, tức là những môn nào mà bạn học ở Singapore rồi và nó có sự tương thích với các môn học hiện tại, các môn business hiện tại trong chuyên ngành ở chương trình ở ICMS, thì trường có thể xét xem là miễn cho bạn được những cái môn bạn đã học qua rồi. Vâng, tôi thấy thêm một câu hỏi của em Mỹ Anh. Mỹ Anh nói rằng em là sinh viên năm nhất ngành kinh doanh của Đại học Mỹ tại Việt Nam. Em muốn chuyển sang học và cử nhân bất động sản tại trường mình thì em sẽ học thêm trong vòng bao lâu ạ? Cái thời gian mà bạn học thêm nó phụ thuộc vào cái số môn mà bạn được miễn tại ICMS. Lấy ví dụ như là Mỹ Anh đã học xong 8 môn của chương trình đại học ở RMIT năm thứ nhất, và nếu như 8 môn này hoàn toàn tương thích với cả chương trình học của trường thì bạn sẽ được miễn 8 môn ở ICMS, và như vậy thì bạn sẽ được miễn gần như là năm đầu tiên của trường rồi. Có thêm một câu hỏi của bạn Nam ạ. Nam nói rằng là em là học sinh trường chuyên tại Hà Nội ạ. Em sẽ hoàn thành lớp 12 vào năm 2023. Chị có thể vui lòng hướng dẫn em về việc xin học bổng tại trường mình như thế nào? Dạ vâng ạ. Thì hiện nay thì ICMS đang có các cái chính sách học bổng cho năm 2022. Còn năm 2023 thì hiện nay thì chưa đến cái thời điểm đấy, và trường cũng chưa duyệt cái học bổng cho năm 2023. Tuy nhiên thì về mặt bằng chung, về cơ bản thì nếu muốn xin các học bổng thì về cơ bản bạn phải chuẩn bị. Thứ nhất là về điểm IELTS tốt, thứ hai là cái điểm trung bình môn của bạn tốt, và những cái yêu cầu ví dụ như là tìm hiểu thông tin rõ về ngành, tìm hiểu thông tin rõ về trường. Bởi vì thực ra khi mà xét học bổng luôn luôn dựa theo các cái yếu tố học lực, trình độ tiếng Anh, và nếu phỏng vấn thì sẽ hỏi thêm về những cái sự trải nghiệm của bạn, những cái cảm nhận, những hiểu biết của bạn về ICMS. Thì về các cái loại học bổng, các cái giá trị học bổng của năm 2023 thì bạn có thể liên hệ với cả công ty du học VIP và có thể check trên website của trường để có những cái thông tin cập nhật nhất. Còn hiện nay thì trường mới đang xét duyệt học bổng cho năm 2022 thôi. Chúng ta có thêm một câu hỏi nữa từ chị Lan ạ. Chị Lan ở Hà Nội, chị muốn hỏi thông tin cho con chị. Bạn ấy có điểm IELTS là 5 điểm thôi ạ. Thì cái lộ trình vào học cử nhân của trường mình sẽ như thế nào ạ? Dạ vâng ạ, nếu như các bạn học sinh đạt IELTS là 5.0, điểm nói và điểm viết là 4.5, tức là luôn luôn trường khống chế hai cái kỹ năng nói và viết, thì bạn sẽ được học 20 tuần tiếng Anh trước khi mà mình vào cái chương trình cử nhân về bất động sản. Mình phải đáp ứng được cái yêu cầu về tiếng Anh trước đã, nên mình sẽ có một cái khoảng thời gian là học 20 tuần tiếng Anh. Và cũng có một tin vui đối với cả các bạn học sinh là hiện nay thì trường đang có cái chương trình học bổng tiếng Anh cho học sinh nhập học năm 2022. Cho nên nếu như bạn nào mà thiếu cái điểm tiếng Anh thì bạn có thể là nhanh tay để đăng ký và nhận được cái học bổng tiếng Anh này ạ. Hiện nay thì tôi thấy các anh chị phụ huynh và các bạn học sinh đã hầu như là đặt câu hỏi hết rồi đấy ạ. Có lẽ là vì thời gian có hạn cho nên là chúng ta sẽ dừng với buổi chia sẻ thông tin về chuyên ngành bất động sản tại Úc, trường ICMS tại đây. Và tôi xin chân thành cảm ơn các anh chị phụ huynh và cùng các bạn học sinh đã dành thời gian để tham gia buổi chia sẻ này. Xin kính chúc các anh chị phụ huynh và các em học sinh thật nhiều sức khỏe và sẽ tìm thấy được cho mình những cái cơ hội xin học bổng Úc tuyệt vời ạ. Cảm ơn chị Dung ạ. Xin cảm ơn chị Hạnh, công ty du học VIP, và cảm ơn các quý vị phụ huynh và các bạn học sinh đã theo dõi cái buổi chia sẻ này. Vâng, tôi xin dặn thêm ạ, là nếu mà các anh chị phụ huynh và các bạn học sinh có quan tâm chi tiết hơn về thủ tục xin học bổng tại trường ICMS thì xin vui lòng liên hệ tới số điện thoại của công ty tư vấn du học VIP mà chúng tôi cung cấp trên màn hình này để được tư vấn hoàn toàn miễn phí, và xem chi tiết hơn nữa tại phần mô tả dưới đây ạ. Chúng tôi sẽ để những thông tin cụ thể hơn về học bổng của trường ạ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.